quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai 16 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có chung hình thái có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông xảy ra chiều tối và đêm, một vài nơi ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Cũng từ đêm nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Dự báo ngày mai nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong 2 ngày tới, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, riêng vùng biển phía Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2m. Khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5m. Khu vực tỉnh Quảng Bình, ngày mai nền nhiệt cao nhất dao động quanh ngưỡng 31 đến 32 độ. Ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Ngay sau đây là phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.